Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video lần này sẽ là Kylian Mbappe phiên bản 23.S. Nhắc đến Kylian Mbappe sẽ là hơi thừa nếu nói về khả năng bứt tốc của cầu thủ người Pháp. Thay vào đó, một trong những điểm mạnh khác cũng đáng đồng tiền bắt gạo không kém là việc Ninja Rùa có một AI di chuyển cực kỳ khôn ngoan. Khả năng chạy chỗ tách người hay của tiền đạo PSG cộng hưởng với khả năng bứt tốc cực tốt của mình sẽ luôn là nỗi ám ảnh trong hàng phòng ngự dâng cao. Nhưng nếu hàng phòng ngự của đối phương lùi thấp cũng không làm mất đi sự nguy hiểm của ngôi sao sinh năm 98 bởi khả năng chạy chỗ không bóng và chọn vị trí tốt trong vòng cấm giúp anh em có thể ban bật, thậm chí đập nhà đến tận gôn để phó chủ tịch có thể ghi bàn. Về khâu dứt điểm, ở bên trong vòng cấm, khi dứt điểm bằng D, lực sút từ chân của ngôi sao tuyển Pháp là cực căng và thường ghi bóng vào góc cao nên cơ hội cho các GK để ngăn cản bàn thắng là rất thấp. Và cũng vì thế mà mình khuyến khích anh em nên ưu tiên dứt điểm bằng D ở bên trong vòng cấm. Tất nhiên khi có góc rộng và tư thế thuận lợi, anh em vẫn hoàn toàn có thể dứt điểm bằng D hay ZD, nhưng với mình, dứt điểm bằng D vẫn là kiểu dứt điểm hiệu quả nhất của Ninja Rùa mà anh em nên cố gắng phối hợp để đưa anh vào tư thế chỉ cần ấn D là có bàn. Về mặt sút xa, mình cảm thấy hơi thiếu ổn định. Nhất là khi dứt điểm bằng chân không thuận, độ chuẩn xác thường không được đảm bảo. Nhìn chung, dù chỉ số sút xa khá cao, nhưng anh em vẫn cần một chút nắng nót hoặc là anh em có lực thì nên đầu tư mức thẻ cộng cao hơn. Khả năng không chiến của Ninja Rùa cũng không có nhiều điểm đặc biệt. Nhìn chung, nếu xếp chơi vị trí ST, những tình huống ban bật đập nhã, phối hợp đến vòng cấm sẽ là cách sử dụng FB hiệu quả nhất. Về mặt tranh chấp, lẽ đương nhiên không nên để Mbappe tì vai với bất kỳ CB nào. Nhưng nếu có lợi thế vượt lên trước với bóng, một pha chủ động đè C vẫn sẽ giúp Mbappe giữ được bóng tốt và sau đó tiếp tục lướt đi. Hoặc một phương án tốt hơn đó là tận dụng khả năng xoay sở nhanh của Mbappe để tạo ra những pha cầm bóng khiến đối phương khó có thể áp sát. 5 sao skill cũng sẽ giúp anh em có thể quẩy tung nóc với tiền đạo người Pháp. Không chỉ giúp Mbappe cầm bóng khó chịu hơn mà những tình huống đi bóng qua người sẽ là chìa khóa để mở đường vào khung thành của đối phương. Khả năng chuyền bóng phối hợp của Mbappe ở mức chấp nhận được. Anh em nên để anh xử lý từ 1 đến 2 nhịp chạm và chuẩn bị một tư thế chuyền bóng đủ tốt để giảm đi những sai số không đáng có. Khi những điều trên được đảm bảo, Mbappe sẽ băng bật khá mượt với các đồng đội, kết hợp với khả năng chạy chỗ không bóng tốt như mình đã đề cập từ đầu, giúp cho Mbappe có nhiều phương án xử lý. Anh có thể tiếp tục phối hợp và kiến tạo cho đồng đội hoặc cũng có thể tự mình ghi bàn. Và đó là bài review của mình về Kylian Mbappe mùa giải 23.S. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.